C2 nhiễm trì, an toàn thực phẩm hay kế hoạch diệt chủng Việt Nam của Trung Quốc? Trước thông tin nước trà xanh C2 và nước tăng lực dòng đỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn URC Việt Nam chứa một lượng trì gấp 17 lần mức công bố đang khiến người tiêu dùng cả nước hoang mang cực độ. Bởi lẽ dù nhiễm độc trì ở mức độ rất nhẹ cũng đã ảnh hưởng tới cả một thế hệ tương lai của đất nước, hậu quả đeo bám có thể kéo dài suốt cuộc đời. Trì là một kim loại nặng cực độc với cơ thể con người, bị cấm sử dụng trong sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống. Vậy mà tại thời điểm này đã có ít nhất 5 lô hàng sản xuất từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016 bị nhiễm độc trì nặng tới mức độ có khả năng khiến cho hàng ngàn đứa trẻ trở nên đần độn, chậm phát triển và thấp còi. Đây được xem là bê bối lớn nhất, nghiêm trọng nhất về an toàn thực phẩm ở nước ta trong nhiều năm trở lại đây. Còn nhớ vào cuối năm 2014, vì một con ruồi trong chai nước mà nhãn hàng Tân Hiệp Phát đã thiệt hại 2.000 tỷ đồng, theo đại diện Tân Hiệp Phát công bố. Khi đó, không thể thống kê được giới truyền thông đã tổng lực tấn công tập đoàn này ra sao. Tất cả các tờ báo lớn, báo nhỏ, trang mạng tự xưng là chính thống lẫn không chính thống, mỗi ngày đều đăng tải hơn chục bài báo về vấn đề con ruồi trong chai nước, về thái độ đối đầu của Tân Hiệp Phát với người tiêu dùng và đồng loạt kêu gọi tẩy chay nhãn hàng này. Thậm chí người ta còn lập ra vài trang web kêu gọi tẩy chay sản phẩm này, các chiến dịch được tổ chức rộng rãi, quy mô. Còn URC Việt Nam thì sao? Đứng trước một vụ đầu độc giống nòi Việt Nam quy mô lớn, đối tượng chủ yếu là thế hệ trẻ, mầm non của đất nước, thì chỉ có vài tờ báo lên tiếng với cường độ rải rác, yếu ớt. Chưa có một chiến dịch nào được tổ chức tuyên truyền tác hại của các sản phẩm C2 và dòng đỏ, trong khi hàng ngày hàng giờ, những sản phẩm độc hại này vẫn tiếp tục len lỏi vào các trường học, các quán giải khát và đi vào cơ thể của hàng triệu người Việt Nam mà phần lớn là các em nhỏ. Thậm chí một tờ báo được xem là uy tín nhất nhì Việt Nam, có lịch sử phát triển hàng chục năm với lượng người đọc nhiều nhất Việt Nam, còn đi ngược lại dư luận vẫn cố ý bao biện, bảo vệ và tiếp tay cho nhãn hàng này đầu độc người dân. Liệu có hay không việc nhiều tờ báo đã bị URC vung tiền mua chuộc, hòng xử lý thảm họa này từ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không? Hàng loạt lô sản phẩm bị thu hồi vì hàm lượng trì vượt quá mức độ công bố, URC đã bị xử phạt 5,8 tỷ đồng. Còn cơ quan chức năng cho biết, hai lô hàng trị giá tới 3,9 tỷ đồng, tương đương với gần 1 triệu chai C2 dòng đỏ, đã đưa vào thị trường và không thể thu hồi được. Vậy mà việc kiện tụng nhãn hàng như ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng đánh giá là vô cùng gian nan, bởi lẽ chưa có chứng cứ nào cho thấy các sản phẩm của URC đã gây tác hại trực tiếp đối với người dân, hoặc nếu có, làm sao chúng ta chứng minh được hội chứng trên là do những sản phẩm nhiễm độc trì gây nên mà không phải là một sản phẩm nào khác. Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý công ty URC Việt Nam cũng như đưa ra các hình thức xử lý đối với các lô hàng C2 dòng đỏ nhiễm trì nặng, chúng ta, những người tiêu dùng thông minh, phải làm gì để tự bảo vệ gia đình mình? Nhiễm độc trì dù nặng hay nhẹ cũng đe dọa đến sự tồn vong của dân tộc, suy giảm hoạt động não và hệ thần kinh trung ương, bại liệt, thay đổi hành vi bất thường, chống đối xã hội, suy thận, thiếu máu, ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản, suy giảm thần kinh không thể khôi phục. Tất cả đều có thể xảy ra đối với chính con cháu mình trong gia đình chúng ta. Chưa kể một số em có thể bị nhiễm ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ hoặc bú sữa mẹ có hàm lượng trì cao. Đừng thờ ơ với tội ác đầu độc dân tộc, đừng làm ngơ hay tiếp tay tạo điều kiện cho một tập đoàn giải khát nước ngoài bơm trì vào các sản phẩm, hủy hoại cả một thế hệ trẻ Việt Nam. Nếu chúng ta không bảo vệ con cháu của mình thì ai sẽ thay chúng ta làm việc đó? Một dân tộc sẽ như thế nào nếu như có hàng ngàn, hàng trăm ngàn đứa trẻ vì uống nước ngọt C2 và dòng đỏ mà ảnh hưởng đến trí tuệ? Đến 51 tuổi cháu mới tự lấy quần áo tắm, 17 tuổi mới có thể viết được những chữ cái đầu tiên. Tại sao URC lại đột nhiên nhập hàng tấn hóa chất độc hại chứa trì có nguồn gốc Trung Quốc và sản xuất với số lượng lớn như thế? Vì lợi nhuận trước mắt hay vì một âm mưu khủng khiếp nào đó? Bạn có dùng mình khi biết sự thật rằng URC Việt Nam thuộc tập đoàn đa quốc gia của Philippines, JG Summit Holding thuộc sở hữu của một gia tộc gốc Trung Quốc, và tỷ phú John Goh-Kong-Wei, một đại gia thuần khiết Trung Quốc, hiện là chủ tịch tập đoàn này? Và rằng trong khi Formosa Việt Nam miệt mài ngày đêm xả hàng tấn chất thải hóa học đầu độc cá và biển Việt Nam, thì URC hàng ngày hàng giờ
bơm thẳng chì vào cơ thể người Việt. Chỉ có gần 1.200 thùng nước giải khát C2 tăng lực dòng đỏ nằm trong hai lô sản phẩm nhiễm chì được nhà sản xuất thu hồi. Còn lại 40.000 thùng C2 đã bán hết trên thị trường và đã đi vào cơ thể con cháu chúng ta thì làm sao đây? Và liệu chỉ có 5 lô hàng này thôi hay còn rất nhiều lô hàng khác chưa kịp phát hiện? Hành động của URC có được quy vào tội diệt chủng hay không? Báo Tuổi Trẻ liên tục tiếp tay URC đầu độc người dân Việt Nam. Thị trường chứng khoán luôn rất nhạy cảm và lần này đã có những đánh giá rất chính xác về thảm họa nhiễm độc chì từ những sản phẩm của URC. Chỉ trong vòng hơn 3 tuần sau khi xuất hiện thông tin về việc Bộ Y tế kiểm tra và kết luận về hàm lượng chì có trong C2 và dòng đỏ vượt mức quy định trên thị trường Việt Nam, giá cổ phiếu của URC đến ngày 31 tháng 5 2016 đã giảm gần 7%, tức URC mất trị giá khoảng 630 triệu USD. Đây rõ ràng là một vụ thảm họa vô cùng lớn, ngày càng nghiêm trọng và có xu hướng lan rộng trên phạm vi toàn cầu mà tập đoàn URC phải đối mặt. Tin tức và các số liệu gây sốc về kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì trong nhiều lô sản phẩm C2 và dòng đỏ có mặt tại Việt Nam nhanh chóng lan truyền đến các thị trường khác của URC như Philippines, Thái Lan, Campuchia và đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu doanh số và lợi nhuận đầy tham vọng của tập đoàn này. Nguyên nhân thì ai giờ cũng đã rõ, URC Việt Nam đã sử dụng 570 tấn axit nitric nhiễm độc chì nhập từ Trung Quốc để sản xuất hơn 1.500 lô C2 và dòng đỏ, tức gần 1 tỷ chai, có hàm lượng chì vượt mức cho phép. Mặc dù rất khẩn trương nhưng Bộ Y tế chỉ kịp kiểm nghiệm 30 lô, qua đó đã ra quyết định thu hồi và tiêu hủy trước mắt 2 lô 38.390 thùng. Nhưng thực tế chỉ thu hồi được 1.184 thùng, còn 37.206 thùng với hơn 1 triệu chai sản phẩm nhiễm chì vẫn đang trôi nổi trên thị trường và phần lớn đã đi vào cơ thể hàng triệu người Việt Nam. Xin nhấn mạnh đây là một thảm họa về nhiễm độc chì trên quy mô chưa từng có trong ngành thực phẩm toàn cầu. Sức khỏe và tính mạng của hàng chục triệu người, trong đó có thế hệ tương lai của đất nước, đang bị đe dọa trực tiếp bởi những chai nước do URC Việt Nam, mặc dù đã biết là nhiễm độc chì gấp nhiều lần mà vẫn cố tình tung ra thị trường. Hành vi này là một tội ác không thể tha thứ. Chưa tính đến trách nhiệm hành động của các cơ quan quản lý, nếu là một tập đoàn đa quốc gia có trách nhiệm, URC đã phải ngay lập tức ngừng lưu thông mọi lô hàng trên toàn thị trường, tập trung mọi nguồn lực kiểm nghiệm toàn bộ 1.500 lô sản phẩm và thu hồi càng nhiều càng tốt, vì đây là vấn đề ảnh hưởng đến sinh mạng hàng chục triệu con người. Rất tiếc, đã một năm trôi qua, kể từ khi chúng tôi lên tiếng cảnh báo ngay từ bên trong bộ phận kiểm soát chất lượng, URC Việt Nam đã chọn cách vùi lấp và che giấu sự thật kinh hoàng về gần 1 tỷ chai C2 và dòng đỏ nhiễm độc chì đang lưu hành trôi nổi trên thị trường. Từ cái sảy này cái tập đoàn URC đang tiếp tục đâm đầu vào hàng loạt sai lầm khác, mà nghiêm trọng nhất là nói dối, che đậy sự thật và dùng các thủ đoạn truyền thông để xử lý sự việc. Thay vì phải thực sự hành động để giải quyết, URC đã quyết định tung tiền để mua truyền thông Việt Nam, hòng xử lý từ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa hư không. Mối quan hệ giữa URC Việt Nam và Liên minh ma quỷ, báo Tuổi Trẻ Golden Edge Group đã trở nên quá lộ liễu. Giới báo chí đã vô cùng kinh ngạc khi thấy báo Tuổi Trẻ, với truyền thống hơn 40 năm được dày công vun đắp, đã phải chọn thái độ im lặng và cúi đầu trước những cáo buộc cùng với những bằng chứng không thể chối cãi do một Facebooker cung cấp. Trong làng báo, ai cũng biết mối quan hệ chị em cực kỳ gắn bó giữa tổng biên tập Tăng Hữu Phong của báo Tuổi Trẻ và bà hoàng truyền thông Nguyễn Minh Hương, tổng giám đốc Golden Art Group, làm rõ mối quan hệ này và những phi vụ đen của họ là việc của các cơ quan chức năng. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là URC Việt Nam, với sự tiếp tay của Tăng Hữu Phong, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đã đẩy sự lố bịch lên một tầm cao mới. URC Việt Nam bất chấp tính nghiêm trọng của vụ việc, đã không xin lỗi người tiêu dùng mà tiếp tục tung tiền hòng cố tình làm sai lệch thông tin của sự việc. Điều mà URC muốn lúc này là khép lại sự việc với quy mô nhỏ nhất có thể, và báo Tuổi Trẻ đã giúp họ như thế nào? URC và báo Tuổi Trẻ quá xem thường người dân Việt Nam. Đã hơn một tháng kể từ ngày sự việc được phanh phui ra và URC Việt Nam chưa hề đưa ra một lời xin lỗi hay nhận trách nhiệm gì trong việc cố tình để hàng triệu chai C2 dòng đỏ nhiễm độc chì gấp nhiều lần lưu thông trên thị trường Việt Nam. Liên tục kể từ ngày 3 tháng 6, trên trọn một trang của báo Tuổi Trẻ giấy và trên trang Facebook C2 Live URC âm thầm xuất hiện một cái gọi là thông báo, thể hiện sự xem thường cực độ của URC Việt Nam
đối với người dân Việt Nam. Đọc xong thông báo này, người không biết sẽ ngay lập tức cảm thấy mọi vấn đề của URC Việt Nam đã được giải quyết xong. Tất cả các sản phẩm C2 và dòng đỏ khác đều an toàn cho người sử dụng. Còn người biết về vụ việc thì không thể không cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Vì chưa cần là một tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, bất cứ một tờ báo hạng ruồi nào cũng đều hiểu. Trong bối cảnh Bộ Y tế đã ra quyết định xử phạt gần 6 tỷ, yêu cầu thu hồi và tiêu hủy, nhưng chỉ thu hồi được 5%, và vẫn còn hơn 1 triệu chai C2 và dòng đỏ chưa thu hồi được từ thị trường, thì không thể tiếp tay URC Việt Nam đưa những thông điệp tiếp tục lừa dối, cung cấp thông tin sai lệch về mức độ nghiêm trọng của thảm họa nhiễm độc trì do URC gây ra. Quảng cáo mà báo Tuổi Trẻ đã nhận tiền để đăng nhằm giúp URC đưa thông tin sai lệch và lừa dối người tiêu dùng Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, nhưng không thấy bộ ngành nào lên tiếng. Sẵn sàng chi tiền để đăng quảng cáo nguyên trang, hoành tráng liên tục trong một tháng. URC Việt Nam với sự giúp đỡ quá lộ liễu của báo Tuổi Trẻ đang từ từ đầu độc nhận thức cũng như từng đường gân thớ thịt của hàng triệu người dân Việt Nam. Chính báo Tuổi Trẻ đã tiếp tay để nâng tầm tội lỗi URC Việt Nam thành tội ác khi cố tình lấp liếm cho người đọc cảm giác URC đã thu hồi, tiêu hủy hết sản phẩm nhiễm độc trì và mọi sản phẩm khác của URC đều an toàn và có thể tiêu thụ. Đây là một hành động quá xem thường người dân Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ xem người dân là trẻ con và đã tiếp tay xui trẻ con uống thuốc độc để mua vui cho URC Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.